trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình trần xa nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đạo nhất sơn giống như hùng quan vắt ngang tại thương lãng sông làm cho cái này con sông lớn không thể không lượn quanh núi mà qua giống như một sợi dây lưng đem cái này tọa sùng ngọn núi quấn quanh lên núi không ở cao có tiên thì có danh huống chi đạo nhất sơn vốn là đạo môn danh sơn thánh cảnh ở giữa bảo lâm châu cây nhiều không kể xiết Hôm nay đạo nhất sơn, mặt trời chiều tây bên dưới, lôi kéo cả ngọn núi trên đại địa tạo thành thật dài rủ xuống ảnh, hết thảy đều lộ ra một cỗ mặt trời sắp lặn mùi vị, khiến cho người thương cảm không hiểu. Nguyên nhân là ngày xưa trần áp chư quốc chư phái, uy cái hắc bạch hai đạo đệ nhất thiên hạ cao thủ trần tham huyền đột nhiên qua đời. Trần xa cùng một các sư thúc bá, các sư huynh đệ ngồi quỳ tại linh tiền hắn nhìn trên giường nhỏ cái kia gầy mệt mỏi đã mất đi tất cả sinh mệnh dấu hiệu phụ thân trưởng môn đệ nhất thiên hạ cao thủ trong lòng cảm tình sao là một cái phức tạp không hiểu rất cao nói đúng ra hắn chỉ là một cái tại bảy ngày trước linh hồn quỷ dị trọng sinh ở nơi này tên là trần sa thanh niên trên người một người địa cầu thế giới này là một cái sau tiên võ thời đại võ công luyện đến cực điểm có thể phách sông đoạn sơn cao cao tại thượng quan sát tất cả nói tóm lại thế giới này so với trần sa kiếp trước đặc sắc nghìn vạn trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình lý kiếm chu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com trước mặt mọi người nhiều đạo một tông trưởng lão cùng môn nhân nghe thấy trần sa chủ động nhắc tới lão ngũ lý kiếm chu mặt bên trên mặc dù đều không biểu hiện trong lòng thì nhao nhao dị dạng phức tạp lên lão ngũ vốn phải là thích hợp nhất kế nhiệm trưởng môn nhân tuyền lại trung quy không chống nổi lão trưởng môn khâm định đạo nhất tông đứng hàng đệ nhất thiên hạ đại tông trưởng môn thân phận đại biểu địa vị cùng quyền thế so dưới núi hoàng triều hoàng đế không thua bao nhiêu thậm chí còn có một đoạn thời gian liền với núi bên dưới hoàng triều hoàng đế đều cần sợ hãi tại đạo nhất tông chỉ nhân tục truyền mười mấy năm trước dưới núi có một triều hoàng đế liền từng bị trần tham huyền tự mình leo lên cung vàng điện ngọc bậc thềm ngọc lấy đi viên kia giá trị cửu ngũ đại hảo nhân đầu chuyện này từng tại toàn bộ trong thiên hạ truyền đi sôi sùng sục trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình nam thiên môn sau lưng thế giới nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com trưởng môn đại điện bên trong để lão trưởng môn trần tham huyền linh cữu chung quanh cột đá bên trên dán chính là câu đối phúng điếu lương bên trên thõng xuống rất nhiều màu trắng duy vải bố chỉ có trần sa một người canh giữ ở linh tiền trên núi rất nhiều các đạo sĩ tại cả đêm bận rộn tăng sự chuẩn bị trần sa ngồi quỳ tại linh tiền tự bế hai mát Hắn linh đài từ phủ chỗ sâu, cái kia phiến tử kim như lưu ly huy hoàng cửa lớn đứng lặng vào hư không, không có gì khí thức lưu động, lại tự có một cỗ cắt đứt tiên phàm hai giới đại uy nghiêm. Trần xa ý thức xuất hiện ở trước cửa, tự nói nói. Tiến nhập, nương theo lấy hắn trong ý thức một bước bước ra. Hiện thực thế giới bên trong hắn thì thân chính ở chỗ này ngồi quỳ, vẫn không nhúc nhích ý của hắn thức lại tại vượt qua cái kia phiến uy nghiêm tiên môn sau đó xuất hiện ở một cái khác địa phương mây mù mờ ảo mơ hồ có tiên hạc kêu to tại chín cao bên trên nhìn không rõ lắm hết thảy chung quanh chỉ mơ hồ cảm thấy phía sau cửa trong thế giới có rất nhiều mảnh vụn giống như đầy sao trần sa xuất hiện ở nam thiên môn sau đó thế giới Nhất trọng thiên, làm hắn xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt, trong óc liền vô hình xuất hiện ở nơi đây địa danh. Qua nam thiên môn sau, là đệ nhất trọng thiên. Trần Sa trong lòng tự nói, sớm đã không phải là lần đầu tiên tiến vào phía sau cửa hắn, luôn luôn dọc theo đường dưới chân, không bao lâu đi tới phía trước một tòa thổ địa miếu bên trong. Hết thảy chung quanh đều bị tiên khí màu trắng cất giấu, chỉ có đi thông chỗ này, thổ địa miếu, con đường là cởi mở hắn lần trước cũng chính là đi đến nơi đây thổ địa miếu rất đơn giản tường đất bùn ngói chế tạo trong đó tồn tại một trung niên nhân tượng bùn pho tượng khi thấy hắn lúc trần xa trong đầu xuất hiện lần nữa chữ viết giới thiệu tượng bùn chủ người thân phận hồng thất đệ cửu kiếp mạt phi thăng tiên giới được tiên tượng bùn thân bảo toàn tánh mạng bất phôi chữ viết này là từ trong cơ thể hắn nam thiên môn đồng bộ cho hắn trần sa kính nể nhìn cái này tượng bùn liếc mát chỉ dựa vào trong đầu văn tự miêu tả cái này tượng bùn bản thân tựa hồ vẫn còn sống hắn cũng không rõ ràng đệ cửu kiếp mạt là cái khái niệm gì có thể cùng đạo nhất tông cổ đại trong điển tịch ghi lại trung cổ thượng cổ viễn cổ chờ kỷ nguyên có quan hệ hồ cũng liền tại trần sa ngắm nhìn tượng bùn pho tượng thời khắc trong đầu lần thứ hai xuất hiện văn tự môn chủ còn có lưu chữ mảnh vụn chưa thông qua có hay không tiếp tục lịch luyện chương thứ nhất hồng thất tiết thứ nhất trong rừng truyền võ kháng long hữu hối tiếp tục trần sa ở trong lòng nói trong nháy mắt, hắn tựa hồ lại đã trải qua thời không chuyển hoán thị giác trong một màn rừng cây bầu trời lam đất đai tràng cảnh từ xa đến gần lại một khắc hắn hai mắt tỏa sáng chung quanh là một mảnh rừng cây bách thiên lam thảo lục trong không khí đều mang mùi thơm ngát. Đã đưa thân vào trụ quang mảnh vụn thiên địa bên trong. Môn chủ đi tới hồng thất công chương mục tiết thứ nhất trong rừng truyền võ, kháng long hữu hối, bản tiểu tiết lấy đệ cửu kiếp mặt hồng thất công gắn liền với thời gian không cái neo điểm. Diễn sinh đi ra hồng thất công trong cuộc đời nào đó đoạn thời kỳ bên trong trụ quang mảnh vụn, bổn chương tiết tràng cảnh là, rừng cây bách bổn chương tiết ra sân nhân vật là hồng thất công quách tĩnh hoàng dung môn chủ cần đánh bại chương tiết này ra sân tất cả nhân vật lại vừa đi thông chương sau tiết tam tuyệt sẽ mặt đào hoa đảo trần sa trong đầu lóe ra những văn tự này cùng trước mấy trăm lần tới cũng không có hai dạng quả nhiên cái này nam thiên môn cũng không biết là thứ gì trợ giúp chính mình tăng lên con đường lại là thông qua trò chơi vào phó bản hình thức cái kia đệ nhất trọng thiên tòa thứ nhất trong thổ địa miếu người chính là hồng thất công nhưng nam thiên môn lại ghi lại nói hắn là đệ cửu kiếp mặt người bây giờ cái này trụ quang mảnh vụn là lấy cuộc đời hắn một ít gặp gỡ biến hóa ra trần sang nghĩ thầm lại không biết cái này trụ quang mảnh vụn là bởi vì diễn hóa vẫn là vô biên thế giới vốn là có các loại khả năng dựa vào một chân thực liền tận khả năng diễn hóa vô biên vô tận khác một loại cố sự hắn lắc đầu nghĩ chuyện này để làm gì quá mức xa xôi xung quanh hoa cỏ mùi thơm ngát nhất là tùng bách tự chuyện ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi vị trần sa tuy là ý thức buông xuống lại phảng phất mang theo thân thể đồng dạng con mắt thấy mũi nghe thấy lỗ tai chỗ nghe đều là là thế giới chân thật một chương này tiết, hắn sớm đã đã tới mấy trăm lần, vì vậy quen việc dễ làm, thả người vận lên đạo nhất tông thân pháp, chưa đủ nửa chén trà nhỏ thời gian, liền bên tai nghe được trong rừng phanh phanh. Phanh thanh âm, tiểu tử ngốc chiêu này kêu là làm kháng long hữu hối, không thể chỉ cầu cương mãnh tàn nhẫn, nếu như như vậy nông cạn công phu, cái kia có một cỗ rất khí lực người đều biết, yếu điểm không ở cao vút mà ở tại hữu hối nương theo lấy trong rừng bịch bịch trưởng kích cây cối thanh âm truyền đến một trung niên nhân bẹp miệng vừa ăn đồ vật một bên trường học thanh âm tĩnh ca ca người nghe được thất công nói đi đồng thời lại có một thanh âm như chim hoàng oanh nữ hải nói thất công ngươi chậm rãi dậy ta đi trước chuẩn bị cho các ngươi buổi tối món ngon hồng thất công thèm ăn nhỏ rãi vui nói không cho phép giống nhau, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên sầm mặt lại, hướng về một phương hướng hò hét. Phương nào bọn đạo trích, dám trộm công? Hắn cái này vừa quát hùng hậu chân khí uyển giống như dòng ngâm hồ gầm chấn động không khí mà ra âm ba cuồn cuộn, trực kích vị trí đó. Vừa nhấc tay, hàng long thập bát trưởng thức mở đầu, không chút do dự liền chào hỏi đi qua. Chỉ một thoáng trong rừng tùng bụi đất tung bay mấy trượng bên trong cây bách đều bị cổ khí thế này chấn động điên cuồng lắc lư lên trần sa gặp hồng thất công một trưởng đánh mặt trưởng phong giống như long chảo cháo xuống tựa hồ đem không khí đều đè ép ánh mắt của hắn lấp lóe tông sư khí phách nếu muốn thành tông sư phải có chính mình khí phách mới có thể ngưng tụ ra chân khí trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình ngươi dựa vào cái gì làm trưởng môn Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Thời gian nhoáng lên đã vượt qua 7 ngày. Đến rồi Trần Tham Huyền hạ táng cái này một ngày. Nơi đây, thiên hạ các lộ chư phái cao thủ đều có từng tới phúng viếng, vội về chịu tăng ở giữa không ít có cùng đạo nhất tông giao hảo tông phái cùng quốc gia. Đáng giá một nói là thiên hạ 10 đại cao thủ vẫn chưa có một người đến đây có lẽ là bởi vì Trần Tham Huyền đã chết, tất cả nghỉ đề, không có Trần Tham Huyền đạo nhất tông, chỉ là một cái bạch đạo bên trên đỉnh cấp đại tông mà thôi. Vì vậy, cho dù là một ít đến đây tưởng nhớ tông môn, cũng cũng chỉ là đợi qua một hai ngày liền đi. Lại tăng thêm vấn đề thời gian, cuối cùng có thể luôn luôn lưu lại tặng Trần Tham Huyền hạ táng chỉ có cùng đạo nhất tông là, huynh đệ tỉ muội minh hữu vương mẫu tông, các nàng là cuối cùng một ngày đến trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình cũng là tông sư nghe chọn bộ tại mê truyện audio com người dựa vào cái gì bốn chữ này ngay tại trần tham huyền thi cốt chưa lạnh linh đường trong đại điện vang lên mặc dù thanh âm không lớn lại khiến cho mọi người dọa sợ không nhẹ nhất thời gian đạo nhất tông mọi người thậm chí rất nhiều khách cũng không dám tin tưởng cái này vội về chịu tăng trở về lý kiếm chu lại trực tiếp như vậy thẳng thắn liền ở trước mặt mọi người rằng co trần sa trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình ta không cho ngươi không thể đoạt nghe chọn bộ tại mê truyện audio com vị này tuổi trẻ trưởng môn cũng là tông sư vù vù bạch ngọc quảng trường bên trên trần khí cùng kinh lực hỗn tạp cuồng phong chỗ nhấc lên tới kình phong cuốn sạch vài chục trượng bên ngoài khiến cho đạo nhất tông các nơi đại điện ngói nhà đều lã chã mà phát động chấn động bụi bạm lại nhìn cái kia tay nâng trời trẻ tuổi trưởng môn đứng tại khí lưu trung ương, thân thể như núi đứng yên, chịu lấy lý kiếm Chu Cường đại một kích, dưới chân nửa phân lay động cũng không có. Trưởng môn sư đệ Tống Ngọc đám người kinh hô. Hắn lúc nào thành tựu tông sư cấp số, mọi người đều biết, phương này thiên hạ người luyện võ cùng sở hữu 12 cái phẩm cấp hạ cửu lưu người luyện võ từ đệ cửu chảy tới đệ nhất đều là ngoại công ra thịt tinh thâm nữa chút cũng bất quá là bắp thịt kình lực biến hóa đa dạng hoặc lấy kình đánh cây lực có minh ám phân mà thôi giống như cái này cửu lưu cấp bậc cho dù là công lực đạt tới giang hồ đệ nhất cấp độ cũng chỉ thường thôi là nhân thân thể kình lực lại mạnh cũng bất quá chịu khổ thân thể mãng phu mà thôi chỉ có tại cái này đệ nhất cơ sở bên trên lại bước thêm một bước đem hạ cửu lưu thân thể tinh phách hóa thành khí phách ở trong người nuôi liền một ngụm chân khí ngoại luyện gân cốt không bằng nội luyện một hơi thở mà tông sư sản sinh cần phải trong nội tâm tiên sinh ra một cỗ thuộc về mình đại khí phách đem tự thân loại này đại khí phách hóa làm chân khí cái kia tự thân khí phách có nhiều mạnh chân khí thì có nhiều hùng hồn trong thế hệ này, cho dù là thiên tư mạnh nhất Lý Kiếm Chu, cũng là xuống núi lịch lãm trải qua mấy năm ma luyện tâm tính, mới dưỡng thành một thân ngông nghênh sẵn có tông sư khí phách. Nhưng mà Trần Sa tự bị trưởng môn mang về trên núi tới nay, hầu như chưa bao giờ xuống núi du lịch qua, lại cũng có thể dưỡng thành tông sư cấp khí phách ở trong cơ thể sản sinh cường đại chân khí. Như thế nào? Người lại len lén tu thành tông sư? Thâm tàng bất lậu đến mức độ này trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình cụt tay gãy chân tự phế võ công nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ta không cho ngươi ngươi không thể đoạt mấy chữ này như là cự linh thần xoay trùy đồng dạng nặng nề đập vào lý kiếm chu trong lòng để cho hắn vốn là khí huyết ngưng ngăn trở thân thể lúc này phun một ngụm nôn ra máu ha 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 trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình hôn ước Nghe chọn bộ tại mê audio com thiên hạ đệ nhất nhân trần tham huyền đúng là vẫn còn bị vùi vào đất vàng bên trong biến thành một đống nấm đất nhỏ ở nơi này sau tiên võ thời đại mặc cho ngươi công lực cái thế uy áp thiên hạ giận dữ mà thiên hạ sợ cũng hoặc là có được vạn dặm giang sơn dung nhan nghiêng nước nghiêng thành kết quả là trung quy bất quá là một nắm cát vàng trần sa nhìn cha già phần mộ trong lòng nhìn về phía nam thiên môn không biết nam thiên môn phía sau có hay không có trường sinh chọn đời con đường phải có đi dù sao mình hiện tại liền phía sau cửa tòa thứ nhất thổ địa miếu đều còn không có đi qua cái kia xạ điêu anh hùng chuyện bên trong hồng thất công trương tiết chính mình liền đệ nhất trương tiết đều không có thể thông quan chỉ là tại nửa tháng trong, Luân Phiên đi vào giấc mộng cùng Hồng Thất Công chiến đấu mấy ngàn tràng, liền để hắn từ nguyên bản đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ đột phá đến tông sư cấp số. Lĩnh ngộ ra tông sư chân khí. Khó có thể tưởng tượng, hắn nếu như đem Hồng Thất Công đại trương bên trong mấy tiểu tiết tất cả đều thông quan, sẽ đạt tới dạng gì tu vi. Từ tiết thứ nhất trong rừng truyền võ, đó có thể thấy được. Đây chỉ là hồng thất công một vị ngũ tuyệt tông sư vị trí tràng cảnh. Tiếp theo cái tràng cảnh, tại Nam Thiên Môn nêu lên bên dưới, biến thành, đào hoa đào tam tuyệt gặp lại, nói vậy cần phải là hồng thất công, Âu Dương Phong mỗi người làm đồ đệ cầu hôn. Gặp nhau đào hoa đào cái kia một bộ phận kịch tình đi. Lùi về phía sau nữa, vậy khẳng định còn có đông tà, tây độc, nam đế, bắc cái, trung thần thông hoa sơn luận kiếm cũng hoặc là là lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm. Nói ngắn lại, cái này tuy là Hồng Thất công phó bản, nhưng vị này bắt cái nhân sinh, nhưng là tung xuyên xạ điêu, thần điêu cố sự. Chỉ là không rõ ràng, Hồng Thất công rõ ràng là ta ở kiếp trước địa cầu xem qua võ hiệp trong nhân vật, làm sao tại một thế này Nam Thiên Môn sau trở thành cái gọi là cửu kiếp thời kỳ cuối phi thăng giả, Trần Sa không hiểu nếu như nói cùng tên nhưng chỉ từ rừng trúc truyền võ hàng long thập bát trưởng cũng có thể thấy được những thứ này đều là trong trí nhớ mình cái vị kia hồng thất công nam thiên môn chỉ cửu kiếp rốt cuộc là trần sa suy tư như thế có cửu kiếp có hay không chứng minh trước đây đã trải qua bát kiếp trước đó bát kiếp vậy là cái gì thời kỳ hắn đỡ cái chán thật không có có đầu mối, cái này tự hồ đã liên lụy đến nào đó loại thế giới căn nguyên vấn đề, không phải hắn hiện tại có thể muốn, hiện tại vẫn là đàng hoàng đem võ công của mình luyện đi lên lại nói. Đem cha hạ táng sau đó, Chu Tam Thông liền phải trở về tọa trấn đạo nhất sơn một chỗ. Nơi đó nhốt một cái nhân vật khủng bố, là Trần Tham Huyền mười mấy năm trước đuổi bắt hồi đạo nhất sơn bây giờ trần tham huyền qua đời cũng chỉ có chu tam thông mới có thực lực này coi chừng nơi đó tiểu sư thúc giam giữ chính là cái kia người rốt cuộc là ai trần sa không khỏi hiếu kỳ liên quan tới cái kia bị giam người đạo nhất sơn bên trên phổ thông các đệ tử căn bản cũng không rõ ràng chuyện này cũng chỉ có nhị đại chân truyền trong chính bọn họ sáu cái còn có mấy vị trưởng lão biết cũng chỉ là biết giam giữ một người mà thôi càng nhiều tỉ mỉ cùng cụ thể đồ vật thì hoàn toàn không biết chu tam thông xoa xoa dâu mép ha ha nói cũng không có lợi hại gì ngươi bây giờ là trưởng môn rồi muốn biết tùy thời tới phía sau núi chính là ngươi không chỉ có thể biết hắn gọi cái gì còn có thể thấy tận mắt lấy hắn rồi hắn vừa nói một bên chụp tay lão già này chơi rất khá nếu không ta hiện tại liền dẫn ngươi gặp hắn hiện tại sao trần sa đang chuẩn bị bằng lòng phần mộ phía sau truyền đến thanh âm trưởng môn mấy vị trưởng lão cùng sư bá sư tỷ có chuyện gì cho ngươi đi trưởng môn đại điện nơi đó cùng ngươi thương nghị trần sa quay đầu đi chuyện gì cha đều đã hạ táng lão ngũ lý kiếm chu phiền phức cũng tại ngay hôm đó xử lý còn có chuyện gì Ta ta không biết mấy vị trưởng lão chỉ nói để ngươi mau đi qua." Tiểu đạo sĩ ở phía sau mặt nói. "Tốt, ta lập tức đi tới." Trần Sa đối với tiểu đạo sĩ gật đầu, ngược lại đối với Chu Tam Thông nói, "Tiểu sư thúc, xem ra hôm nay là không có cơ hội, hôm khác ta chuyên môn đến hậu sơn nhìn ngươi." người đi 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 thôi hiện tại làm trưởng môn là nên vội vàng một điểm cho nên cha ngươi trước đây hỏi ta có muốn hay không làm trưởng môn ta là một trăm cái cũng không muốn chu tam thông nói lời nói thổi tiếng cười sau lưng tay một người đi bộ ly khai trần sa nghe vậy nguyên lai cha lúc còn sống còn hỏi qua tiểu sư thúc có hay không làm trưởng môn ý tưởng bất quá nói tới nếu như tiểu sư thúc làm trưởng môn cho lý kiếm chu mấy cái lá gan hắn cũng không dám lỗ mãng trần sa đi qua lý kiếm chu tự đoạn hai tay bạch ngọc quảng trường mới vừa dậm chân tiến nhập trong điện cứ nhìn trong điện gia đạo nhất sơn chư vị trưởng lão và các sư huynh sư tỷ bên ngoài còn có vương mẫu tông cái kia đôi nữ sư đồ tiết tú tâm cùng chu bạch chỉ trần sa mở miệng liền hỏi chư vị trưởng lão, sư huynh, chẳng lẽ tìm ta chuyện quan trọng, cùng vương mẫu tông hai vị có quan hệ sao? Mới vừa hỏi xong, hắn liền phát hiện mấy vị trưởng lão cùng các sư huynh đều cười tùm tỉm nhìn hắn. Chỉ nghe một tiếng Mỹ phụ ho nhẹ âm thanh, là vị kia vương mẫu tông đẫy đảm Mỹ nhân, cười trúng chím nhìn Trần xa nói hoàn toàn chính xác chuyện này theo ta vương mẫu tông cùng trần trưởng môn ngươi có quan hệ lúc đầu ta và tiểu đồ lý nên tại ngày hôm qua liền cáo từ sở dĩ còn dừng lại một ngày này liền là bởi vì chuyện này chuyện gì trần sa hiếu kỳ muốn hỏi tiết tú tâm mỉm cười nói mấy năm trước trần trưởng môn từng cùng ta tông chủ quyết định thông ra một chuyện nói nàng nhìn về phía trần sa thông ra trần sa cau mày cái gì thông ra cùng ai thông ra trong lòng hắn đã có không ổn ý tưởng đại sư huynh tống ngọc ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói trưởng môn sư đệ ngươi quên ta đạo nhất tông cùng vương mẫu tông xưa nay thân như huynh muội thật lâu trước thì có đám hỏi truyền thống ngươi sớm nên có chuẩn bị tâm lý đám hỏi truyền thống hắn nên có chuẩn bị tâm lý dĩ nhiên là hướng về phía hắn trần sa lông mày nhíu lại là ý nói cha ta mấy năm trước còn tại vương mẫu tông cho ta định rồi một cọc hôn ước việc này ta làm sao không có chút nào biết hắn thật một chút cũng không có ấn tượng cho dù là đào rỗng đầu óc từ trí nhớ của đời trước tìm kiếm cũng căn bản không có nghe được cha đề cập qua điểm này tống ngọc nói kỳ thực chúng ta cũng không có nghe sư tôn lúc còn sống nói qua nhưng lần này tiết trưởng lão mang đến lão trưởng môn tại vương mẫu tông ký hôn thư quả thực là thật Trần Sa nhìn từ Tống Ngọc trong tay đưa tới hôn thư, mấy lần xác định đúng là cha bút tích. Trong lòng hắn không nói tới cực điểm, đem trưởng môn truyền cho hắn, làm cho lý kiếm chu với hắn anh em trong nhà cãi cọ nhau còn chưa tính, lại còn cho mình sớm định ra rồi cái gì hôn ước. Cái này cha thực sự là, người đều chết hết, còn muốn đem mình an bài rõ ràng. Tiết tú tâm ở một bên cười nói trần trưởng môn cùng ngươi định xuống hôn ước đối tượng là chúng ta vương mẫu tông thế hệ này trong xuất sắc nhất nữ đệ tử uông thư vị này nữ sư chất nàng ai biết nói còn chưa dứt lời đã bị trần sa cắt đứt chậm đã trần sa tay cầm lấy hôn thư đối mặt lấy tiết tú tâm ánh mắt nghiêm túc nói ra ta xem cửa hôn sự này vẫn là thôi đi tiết tú tâm hơi hơi trợn to hai mắt đầy đặn bộ ngực hơi hơi phập phồng không thể tin được trần xa câu này lời nói trần trưởng môn ngươi nàng vừa sợ vừa tức thế cho nên bên dưới nửa câu lời nói cũng không nói được miệng cùng sau lưng tiết tú tâm đi theo nữ đệ tử trừng đại mỹ con mắt hạnh miệng lớn mở gọi nói ngươi ngươi vậy mà muốn hối hôn trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình ngươi có thể xuống núi sao nghe chọn bộ tại mê truyện audio com cùng một cái vốn không quen biết nữ tử đạt thành hôn ước xin thứ cho ta không thể bằng lòng trần sa làm một chuyển kiếp tới người làm sao có thể cho phép mình bị người ép mua buộc bán đây chợt hắn nghiêm túc nhìn vương mẫu tông tiết tú tâm nói ta nghĩ quý tông cái vị kia uông sư muội vậy cũng không muốn gả cho chưa từng gặp mặt ta đi một bên đạo nhất tông các trưởng lão lập tức liền nóng này một vị trưởng lão nói ra. Trưởng môn, hôn nhân đại sự cho tới bây giờ đều là phụ mẫu lệnh, môi giới nói như vậy, tất nhiên đây là lão trưởng môn vì ngươi quyết định hôn sự, ngươi há có thể nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Trần Sa Cao Mày nói, cha ta mới vừa qua đời không bao lâu, hiện tại liền đàm luận hôn sự của ta, có điểm không đúng lúc, hắn muốn lấy cái này từ chối, cấp tốc bỏ qua một chương này. Ai biết tiết tú tâm giống như rốt cục chậm qua cảm xúc, nói. Dĩ nhiên không phải hiện tại liền để ngươi và uông thư sư điệt thành thân, chỉ ít cũng được qua giữ đạo hiếu ba năm kỳ hạn sau, đến lúc đó hai người các ngươi tuổi tác cũng không kém đều thích hợp. Dù diệu liên vị này đồng môn sư tỷ cũng ôn thanh khuyên nói. Trưởng môn sư đệ chúng ta cùng vương mẫu tông kết làm quan hệ thông gia chính là cổ có ước định như vậy mới có thể cùng nhau trông coi trần sa đã chậm rãi thấy qua chút ý vị đây căn bản cũng không phải là một trận đơn giản hôn sự hoàn toàn là một trận chính trị thông gia cứu kỳ nguyên nhân chính là đệ nhất thiên hạ trần tham huyền qua đời đạo nhất tông sau này cần cùng vương mẫu tông lẫn nhau giúp đỡ lấy nếu như hắn có thể đủ cưới vương mẫu tông cái vị kia nữ đệ tử uông thư về sau hai phái quan hệ chính là quan hệ thông gia chi giao ai cũng sẽ không nhìn thấy đối phương gặp nạn không để ý nhưng là trần sa há sẽ đồng ý đem mình làm làm điều kiện cho cầm đi ra ngoài vì vậy hắn cau mày nói nói chung ta không đồng ý cửa hôn sự này về sau đừng đề đây chính là ngươi nói một bên nghe nữ đệ tử chu bạch chỉ khuôn mặt đều đỏ lên vì tức lúc đầu nàng còn đối với trần xa ấn tượng vô cùng tốt lúc đầu nàng đi tới đạo nhất sơn ngày thứ nhất liền gặp được trẻ tuổi này trưởng môn sinh tuấn mỹ vô song khí tài phi phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương chỉ là một túi da đẹp mắt người chỉ là bị trần tham huyền bất công truyền ngôi không nghĩ tới lập tức liền gặp được Trần Sa đơn tay nâng trời, triển lộ tuổi trẻ tông sư chi uy, lại một lần hành động đánh tan cùng thời bên trong nổi danh vô lượng sư huynh Lý Kiếm Chu. Coi như rõ ràng chuyến này mục đích thực sự chu Bạch Chỉ, trong lòng nàng bắt đầu cực kỳ thỏa mãn cái này tỷ phu, cảm thấy thế gian cũng chỉ có tuấn mỹ như vậy vô song. Càng võ công cái thế nam tử mới xứng đáng bên trên sư tỷ nàng. Lại không nghĩ rằng, đến giờ phút này, Chu Bạch chỉ thở phì phì nói: "Sư tỷ của ta Thiên Tư Tuyệt Sắc, trên núi dưới núi không biết bao nhiêu người theo đuổi đâu, gả cho ngươi không phải là cái trưởng môn phu nhân sao, ngươi muốn hối hôn?" "Ta mừng thay cho sư tỷ của ta còn không kịp đây, đạo nhất tông mọi người lúc này đều nóng nảy." Tống Ngọc ở một bên vội vàng giải thích nói: đại sự như thế tông ta trên dưới tuyệt không đồng ý cho phép sư đệ sằng bậy, huynh trưởng như cha ta thay hắn hướng quý tông cam đoan, hối hôn sự tình, tuyệt sẽ không có. Trần Sa Kiên quyết nói ra, ta mới là trưởng môn, lúc nào đến phiên các ngươi thay ta làm chủ tống ngọc nghe vậy, trong lòng phức tạp, trung quy không dám vào lúc này lại đỉnh một câu. Chỉ phải nhìn về phía chư vị các trưởng lão mọi người đều biết cùng vương mẫu tông kết thân tầm quan trọng dù sao sư tôn đi sau đó hiện trên núi chỉ có tiểu sư thúc chu tam thông một cái như vậy bất cần đời người tọa trấn lão nhân già ông ta lại không dành thế sự thời gian dài xuống dưới đạo nhất tông tại trong thiên hạ địa vị nhất định phải xuống dốc không phanh không còn quá khứ cùng vương mẫu tông thông ra đây cũng là xưa nay liền lúc này chỉ có một cái lão trường lão đứng dậy không còn kể một ít quang minh chính đại mà là trực tiếp đem đạo nhất tông gặp phải áp lực nói ra thật không dám giấu giếm hiện tại bên trong tông mất lão trưởng môn trấn áp lần trước coi như ta đạo nhất môn mặt kiếm chu cũng bị trục xuất sư môn tam thông hắn bất cần đời không dành thế sự trưởng môn ngươi càng là tuổi còn nhỏ quá hắn tận tình khuyên bảo nói Ta đạo nhất tông hiện tại chỉ có cùng Vương Mẫu tông kết làm quan hệ thông gia, mới có thể bảo trụ tại trong thiên hạ địa vị, bằng không sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cái này không phải có thể để cho ta cưới một cái vốn không gặp mặt cô gái lý do, Trần Sa lại nói. Như chỉ là vì bảo trụ ta đệ nhất thiên hạ đại tông địa vị, chỉ cần cho ta thời gian, không cần thông gia, ta chính mình liền có thể trở thành đạo nhất sơn mới trụ cột có nam thiên môn hắn đương nhiên là có cái này sức mạnh tiết tú tâm mặt không chút thay đổi nói cho nên trần trưởng môn là kiên định muốn cự tuyệt việc hôn sự này rồi trần sa gật đầu nói rất xin lỗi hôm nay ta có chút thất lễ nhưng hôn nhân đại sự tuyệt không thể trò đùa nói thật hay hôn nhân đại sự không thể trò đùa tiết tú tâm gật đầu nói người muốn hủy hôn cũng không phải không được vậy kính xin trần trưởng môn tự mình đến vương mẫu tông cùng ta tông chủ trước mặt giải trừ chuyện hôn ước này bằng không chỉ bằng trần trưởng môn ngươi hôm nay luôn mồm đã nói quên đi ta hai đại đạo tông còn gì là mặt mũi trần sa gật đầu nói đây là tự nhiên tiết tú tâm hỏi cái kia không biết trần trưởng môn ngày nào có thể khởi hành xuống núi trần sa đang muốn nói lời nói chợt nhìn về phía tiết tú tâm tiết tú tâm mỉm cười nói làm sao chẳng lẽ trần trưởng môn liền xuống núi cũng làm không được một bên tống ngọc giống như sớm có chuẩn bị mỉm cười nói tiết trưởng lão khả năng không biết sư tôn ta trước khi qua đời từng cho tiểu sư đệ định ra rồi một quy củ một ngày không thể trở thành đệ nhất thiên hạ liền một ngày không thể xuống núi cái này điều quy củ có ta tam thông sư thúc nhìn chằm chằm, vì vậy, hắn trong vòng mấy chục năm đều là hạ không được sơn, tiết tú tâm nhạt cười một tiếng nói. Thì ra là thế, vậy tất nhiên Trần trưởng môn làm không được xuống núi từ hôn, cần gì phải nhiều lời, Trần xa nhìn hai người kia kẻ sướng người họa, trong lòng nói tống ngọc a à tống ngọc ngươi thật đúng là tiết tú tâm nhìn thấy trần sa không nói một lời dáng vẻ trong lòng biết hôn sự này đạo nhất sơn đúng là vẫn còn hối không được có vị kia ngay thẳng ngây thơ chu tam thông nhìn trần sa cả đời này cũng đừng nghĩ xuống núi trừ phi hắn có thể đánh thắng võ công có thể so với thiên hạ trước mười chu tam thông tiết tú tâm cười nói tất nhiên trần trưởng môn không thể xuống núi giải trừ hôn ước cái kia ta trước hết về vương mẫu tông chuyện sau này về sau lại đàm trần sa tại nguyên chỗ nhìn cái này ly khai một đôi nữ đạo sắc mặt cau mày không nói tiết trưởng lão ta đưa tiễn ngươi tống ngọc lập tức đi theo ra ngoài cùng sư muội du diệu liên đem vương mẫu tông trưởng lão đưa đến bên ngoài sơn môn hắn tại tiết tú tâm trước khi đi còn đang vì trần sa mới vừa biểu hiện cảm thấy xin lỗi tiết trưởng lão trưởng môn sư đệ xưa nay đã như vậy tính cách không thích bị người nắm giữ kỳ thực cho dù là cái này trước trưởng môn trong lòng hắn cũng không vui đảm nhiệm càng đừng nói là trung thân đại sự tiết tú tâm không quan tâm nói trần sư điệt dù sao tuổi còn nhỏ quá ta có thể hiểu được tống ngọc lúng túng nói ra còn mời hai vị trở về sau đó không cần đem chuyện hôm nay nói cho vị kia uông thư sư muội ta càng muốn nói chu bạch chỉ trừng mắt tức giận nói nhà ngươi trưởng môn như thế không muốn cùng sư tỷ của ta kết hôn còn muốn đem sư tỷ của ta chẳng hay biết gì đối với sư tỷ của ta quá không công bằng bạch chỉ tiết tú tâm cũng thấp quát một tiếng đồ đệ ngược lại chính xác nói Tống sư điệt yên tâm, ta Vương Mẫu tông tất sẽ cùng đạo nhất tông cùng nhau trông coi. Nói xong, nàng để cho Tống Ngọc không cần tiễn, nói: "Đến đây cáo từ." Đưa mắt nhìn hai cái vị này Bạch đạo đại tông quý khách ly khai bên ngoài sơn môn, dung nhập thương lãng sông bên bờ trong hơi nước, càng lúc càng xa. Lão nhị Du Diệu Liên yếu ớt thở dài vị này đạo nhất tông nhị sư tỷ khí chất xinh đẹp, vóc người đẫy đà, đôi mắt chỗ sâu nhưng là một mảnh gian nan khổ cực. Tuy nói để cho Trần Sư đệ kế nhiệm là sư phụ di mệnh, ta không chờ được không theo, nhưng hắn hiện nay cũng chỉ có tông sư cấp số tu vi, không cùng vương mẫu tông kết thân, cái này lớn như vậy đạo tông. Hắn hiện hạ xuống người có thể làm sao chống đỡ lên nha, Tống Ngọc Than nói tiểu sư đệ tuy nói lúc trước thâm tàng bất lậu lại lừa gạt chúng ta đạt tới tông sư cấp số có thể chấp trưởng đại tông dù sao không chỉ là hắn cho là đơn giản như vậy hắn hiện tại còn còn không thể cảm thấy áp lực đợi qua mấy năm hắn cần phải liền đã hiểu du diệu liên nói cũng chỉ được như vậy hy vọng qua ba bốn năm sau đó hắn có thể nhận rõ sự thực đến lúc đó giữ đạo hiếu kỳ mãn lại xử lý hôn sự tất cả vừa lúc ai hai người phát sinh thở dài, nhìn một cái dưới núi thương lãng giang, chắp tay hướng núi đi lên. Bất kể thế nào nói, trưởng môn sư đệ lần này triển lộ ra chúng ta quá khứ chưa thấy qua một mặt như lấy như vậy phẩm chất kiên trì tiếp tục tu hành, 40 năm sau. Chưa chắc không thể bước lên thiên hạ thập cường hàng ngũ. Trưởng môn nhà ta đệ nhất thiên hạ lộc thực bình vị hôn thê thần thông. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com đương kim thiên hạ trừ dưới núi rất nhiều vương triều ở